Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp tục dân Thánh lễ tại nhà Thánh Mắc Ta và được truyền hình trực tiếp trong bối cảnh đại dịch virus Corona khiến cho tất cả các Thánh lễ cộng đồng, đồng tại Ý bị đình chỉ. Lúc 7 giờ sáng, ngày chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Trước khi bước vào Thánh lễ, Ngài nói ý chỉ cầu nguyện. Trong Chúa Nhật này của mùa chay, tất cả chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những người bệnh, những người đau khổ. Và hôm nay tôi muốn cùng anh chị em cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người với công việc của họ đảm bảo cho mọi sinh hoạt của xã hội được tiếp diễn. Đó là những người làm việc tại các hiệu thuốc, siêu thị, giao thông, cảnh sát. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người đang làm việc để cuộc sống xã hội và cuộc sống của thành phố trong thời điểm này có thể tiếp diễn. Đức Thánh Cha đã giảng lễ dựa trên đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ ba mùa chay về cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Ngài nói, Angelo, Tin mừng cho chúng ta biết về một cuộc đối thoại, một cuộc đối thoại lịch sử. Đây không phải là một dụ ngôn, nhưng là điều đã xảy ra về một cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ, một tội nhân. Đây là lần đầu tiên trong Tin mừng Chúa Giêsu tuyên bố về căn tính của mình và ngài nói điều đó với một tội nhân có lòng can đảm nói với ngài sự thật. Và rồi, cuối cùng một cách thức, chị phụ nữ này đã đi loan báo về Chúa Giêsu, hãy đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Điều này không ổn với lý luận thần học như chị trao đổi với Chúa Giêsu trên núi này hay trên núi kia, nhưng nó chính đáng với sự thật. Sự thật của chị là điều thánh hóa chị làm cho chị trở nên công chính và là điều Chúa đã dùng để loan báo tin mừng. Không thể trở thành môn đệ của Chúa Giêsu nếu không có sự thật của chính mình. Người ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu chỉ với những lý lẽ trên núi này hay trên núi kia. Chị phụ nữ này đã can đảm đối thoại với Chúa Giêsu vì hai dân tộc này đã không đối thoại với nhau. Chị đã can đảm để ý đến lời đề nghị của Chúa Giêsu về nước vì chị biết là chị đang khác. Chị đã can đảm thú nhận những yếu đuối những tội lỗi của mình đúng hơn đó là sự can đảm sử dụng chính câu chuyện đời mình như một sự đảm bảo rằng ngài là một tiên tri ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm thiên chúa luôn muốn đối thoại bằng sự trong sáng không che giấu điều gì không có lưỡng ý và rồi tôi nói chuyện với chúa như tôi là với tất cả sự thật của tôi và như vậy từ sự thật của tôi, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, tôi tìm thấy sự thật. Rằng Chúa là đấng cứu độ, Ngài đã đến để cứu tôi, cứu chúng tôi. Cuộc đối thoại trong sáng giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ kết thúc với lời tuyên xưng về hiện thực Messia của Chúa Giêsu và với sự hoán cải của dân chúng trong vùng khi họ đến với Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để luôn cầu nguyện bằng sự thật, hướng về Chúa bằng sự thật của tôi chứ không phải sự thật của người khác không phải là những sự thật được chắt lọc trong những cuộc tranh luận